chào anh em ơi, chào anh em trở lại kênh mình nha. Tối nay mình sắp 5 kg anh em ơi, mai đi giao cho một em ở dưới Chợ Lồng nha anh em, Chợ Lồng Long Mỹ Hậu Giang ha. Đây mình sắp trứng anh em ơi, trứng xám hết nha. Ở đây là trứng mình đắp nha anh em, trứng mình đắp rất là đều nha anh em, thấy không? Trứng xám đều ha. Để rau câu hết trơn anh em ha, rau câu hết trơn à. Đây rau câu hết rồi. Đây cái thùng này nó nở hết anh em ha, nở rồi ốc nó bò lên trên anh em thấy không. Đây mình đậu cái đầy cái hơi kín quá, hơi kín quá ốc nó bò lên trên anh em ha. Đây, anh em thấy không, nó nở muốn hết rồi. Nó xám rau câu, xám nó rau câu thành rau câu hết trơn, trứng chuẩn bị nở hết trơn nè anh em thấy không. Đây bên đây nữa anh em ha, một thùng mình để tới 2 dĩ 3 dĩ rồi anh em ha. Đây rồi ok anh em ha. Ở dưới thì mình bỏ đổ nước vô, rồi mình bỏ bèo cám là vô anh em, sẵn cho ốc nó đu bóng nó ăn anh em ha. Xám hết rồi, muốn nở hết rồi anh em ha. À, dưới mình bỏ bèo cám ha, đổ nước vô khoảng tầm 2 tắc, 2 phân 3 phân thôi, không cần phải cao. Rồi mình gác cây ngang, gác cách mặt nước cho khoảng tầm gác cách mặt nước anh em, mình cho đừng dính nước nó, trứng nó úng nha. Mình canh nhiệt độ làm sao cho nó thích hợp để trứng hay bị úng hay bị hoặc là bị khô tùy theo cái điều kiện thời tiết của mình, nắng nóng rồi mưa nhiều nè. Thì mình quay cho anh em xem ha. Tối nay thì mình đóng trứng đi, mai thì trực tiếp mình đi giao luôn anh em ha. Mình quay cho anh em tham khảo chơi ha. Anh em nếu lướt qua cho mình đăng ký kênh ủng hộ mình anh em. Và chào anh em nha. Anh em có cần tư vấn hay là giống như là cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0704 704 878 nha. À, chào anh em nha.